Em xin cả nhà anh Phúc quảng cáo nha. Thì em thấy có một số anh chị hỏi em còn bán dép hay không, thì em vẫn còn bán dép bình thường nha. Tại vì em không dám có đăng lên nhiều, sợ đăng lên nhiều cái một số ông bà cô chú anh chị la, nên em không dám đăng nhiều. Thì em vẫn còn bán dép bình thường nha. Thì sẵn em quảng cáo lại luôn cho cả nhà ông bà cô chú anh chị xem luôn nha. Đây, thì dép em có 3 màu nha cả nhà. Dép rất là chắc, rất là bền luôn. Đây, đây là màu nâu nha, màu đen, màu xám xi măng. Thì hiện tại bây giờ em chỉ có 3 màu dép này, với một 3 mẫu dép này thôi nha. Dép mang tên thương hiệu nha, KD là Cu đen shop luôn nha cả nhà. Đây, một đôi dép thì giá là 199 nha. Đây, thì cả nhà có thích thì mua ủng hộ em nha cả nhà. Dép rất là chắc, rất là bền. Hổm em đi biển 5-7 ngày á, đi xuống đá trơn trợt thì thoải mái vô tư luôn. Đây, rất là chắc, rất là bền, nắm kéo giật luôn, thoải mái vô tư. Da này là da nhúm nha, đế dày 3 cm. Đây, dép mai rất là liền lạc nha. Cả nhà có mua thì liên hệ với số Zalo nha, 0976928715. Ăn mà đi dọc đường bị chó cắn là tu luôn á. Thực tế là em biết anh đi tặng trở về. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày mới hạnh phúc và hạnh phúc nha. Thì hổng gài em chưa có dắt bạn trưởng đi về cái nơi chôn nhau cắt rúng nha cả nhà. Tại đâu? Cái nhà ở đó. À. Thì chôn nhau cắt rúng, mà lúc cắt rúng là lúc đẻ ra. Sinh ra là cắt rúng đó. Chưa thì tâm linh nha, sau này từ từ cũng vậy thôi, không để xong bài xong đời ăn con ăn cháu không nội đột ra ra xong đời luôn á, nó thành con quỷ á chứ con người gì. Thì về cái chòi nha cả nhà, dẫn bằng trưởng bữa nay với anh Phần á là sẽ hổm ngày cũng có một số anh chị nhắc tới cha em, thì sẵn mời cha ra ăn chung luôn cho nó vui. Bữa nay em sẽ làm một nồi lẩu không vậy nó mẹ đi lẩu cá hú. Ăn vô hú không á, chắc chắc cơ. Thì con cá này, con cá hú này ăn với hú. Tại sao nó kêu cá hú vậy anh hai? Tại vì tối ngày nó hú nè. Khai cái mỏ nó không nè, mỏ bằng trang nè. Tối ngày hú cái mỏ nhỏ này nè. Hồi chiều á thì mua nó còn sống, đi chán mỏ đen. Mỏ gì đẹp chứ hả? Có cái mỏ nào ngon hơn mỏ đó không? Mỏ này cũng cũ mà má ơi. Nè nó hú ghét nữa, mỏ nhọn nhọn. Ờ thì con này còn là con cá hú nha, mùa chiều thì nó còn sống, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó để bị ngủm cua nèo rồi. Bây giờ sẽ là vừa giữ trần nó lẩu mắm nước miếng nó chở quá trời quá đất rồi đậu. Em xin phép lẩu gì? Lẩu mắm nghĩ ăn nha. Nghĩ ăn nha. Ngu quá đặc sản miền Tây mà, đặc sản miền Tây đi mà. Mắm gì mới được thì lẩu mắm cá hú. Nhưng mà mắm gì mình nấu từ mắm gì kìa? À, thì đó là những cái con mắm đặc sản, ví dụ là những con cá nè. Đừng có mắm. Cái dạng chứ là mắm cá linh á. Đó, lẩu mắm cá linh nha. À, nó dài dòng quá trời, nó dài nó dòng quá. Mà em nói thiệt cái nhà là em là một người rất là ngắn gọn, không bao giờ nói dài dòng. Ai mà nói dài dòng em ghét lắm, bởi vì em là một người ngắn gọn lắm nha cả nhà. Dài dòng mà bực mình lắm. Vậy là cả nhà biết anh đen anh ghét ai nha. Đó thì bây giờ nói chung là đi mặn nha cả nhà, để ngồi nó hoài. Mặn cái này xong đi rồi làm lẩu. Em có cái này cho anh chơi nè. Cái gì đó? Hút thuốc lào hả? Không, không xoay á. Cái nhà có con mắm nè. Mời cái nhà miếng nha. Điên mày. Điên, nghe chạy vô lấy canh nước liền. Mặn. Ngon. Này thêm đường với ớt nữa hả? Chuối kìa. Chuối nó bá cháy cũng trời. Rồi mình ăn chuối à? Để em bẻ nha. Rồi vô này chứ hết rồi bấm á. Ăn miếng hết bấm á. Vâng. Đeo hơn nửa ký rồi.
nấu lẩu mắm nên nó không phải như mắm kho. Mình cho hết luôn đi. Vừa vừa thôi. Còn vô đây để ăn lát hồi ăn chuối. Ủa bài chi trời. Ờ đúng hết cả. Cái mắm này nó không có gan thính nè. À. Bởi vì nó màu nó là màu xanh. Mà ăn mắm này lại ngon nha. Mà gan thính nó màu gì? Màu đen. Màu nó đỏ đỏ. Nó đậm đậm. Ừ đậm đậm đỏ đỏ. Còn màu này màu trắng trắng. Đây mắm cũng gã sát rồi nha. Bây giờ chắc là lấy nước xương để ăn trưởng ăn. Chị kỳ vậy. Thơm quá thơm rồi. Và bây giờ vừa thơm nước. Ủa mưa nó vừa nhiễu hột nữa. Có lộp, có bộp. Cái này nấu ăn ngon dữ ta. Rồi mình dầm mưa mình ăn luôn á. Ừ. Không. Trời. Mày trông. Không. Chơi. Chơi cho cái ngu dữ. Chơi xuống lại chưa. Nè. Yeah. Cái gì vậy. Cá là được mặn nguyên một dĩa luôn rồi. Trắng phào luôn. Này là cá hú nha. Cái này là ngồi chừa cho anh em nha mọi người. Ừ cũng, cũng được đó. Ủa mở ngon một cái luôn á, cá hú á trời. Ừ. Ê, bây giờ sẽ vô tỏi, xả, ớt luôn nha. Phát một. Mình lông mũi lại. Ngoài này thoáng hơn trên kia. Trong nào? Trong chòi ngoài bủa. Cái này là cái chòi, những cái chòi mà đầu tiên làm những clip. Một trong những clip đầu tiên đầu tay phải không? Đúng rồi. Bây giờ mơ chiều cũng tân trang sửa sang lại nữa cả nhà. À, mà không quay cho cả nhà xem đâu. Dát vàng lên. Để biết ra. Mọi người biết chuyến này anh đang có em là em cắt lẹ lắm. Mày phá chứ mày cắt gì. Nói chung là cái ở đây á biết gì ngon nhất không? Có tiền cái mình lọc tôn lên. Đây còn mưa. Này. Tỏi ớt xả nó cũng vàng rồi nha. Một thịt heo nha. Một nửa thao thịt heo đi. Tính nó một thao thôi. Rồi đem nó bỏ rồi. Một bự bự không à. Ăn đá đã. Rồi nhìn. Nhìn nếm luôn nha. Miếng đường. Đường vô nhiều cũng không sao, tại vì chút xíu vô mắm nó cũng mặn. À, miếng hạt nêm nè. Dạ. Miếng bột ngọt. Rồi, chút nước mắm luôn. Cho nó thơm. Cái này như kho hạt hay vậy. Cho nước mắm cho nó thơm rồi lên. Thật thật không? Muốn thật không? Lấy đồ nhắc đi. Đây, vô mắm nha. Này trời ơi quá đã thơm. Đây nấu chút xíu nha cả nhà, cho thịt nó chín đi, định chín thì bỏ cá vô. Cái này anh đen á thì mua khá là nhiều mắm nha mọi người, thế nên em phải đổ hết thủ. Nói chung sẽ đi nếm lại luôn nha cả nhà, coi được bao nhiêu, nhưng mà hay ngon quá. Mắm này nó hơi mặn, ở như đây đủ rồi đó, không bỏ cá bọn gì ăn như đây thôi. Chứ cá mà đem đi. Vậy em gì à? Chứ chưa gì hết trơn là thấy mưa nặng hạt rồi đó. Lop bop á. Anh biết ngon chứ em đâu biết ngon. Đâu có nếm nào ngon. Đây vô cá luôn nha. Cá hú. Cá hú. Cá này phải. Mỏi chèn nhìn đi. Dạ. Yeah. Tao mới thấy cái này nè. Chó đẻ đó. Cây chó đẻ. Cái cây này là cây chó đẻ nè cả nhà. Ờ che vui dữ. Nó kêu bằng cái cây gì nữa nè. Ờ trinh nữ hoàng cung hả? Ủa phải cái gì tùm lao không, tùm lao không, cây gì đó quên tiêu rồi. Nó là có cái tên nó đẹp lắm, cái cây ó ẻ. Cái đó là cái chó đẻ, cây ó ẻ. Tô cà luôn nha cả nhà, gà hơi nhiều nha, nấu như cái mâm như chục người ăn này. Tất gì hả? Ừ, người ăn hơi bị mệt nha bữa nay nè. Ồ, những miếng mỡ của cá nè. Trời ơi, cái cục mỡ kìa. Mỡ cháy luôn. Còn cắn mới tới. Cắn mới mớp. Ăn hết cục mỡ nó cũng mệt á. Ừ. Mớp gì? Mớp mỡ. Tại biết sao không? Nông người. Cái bệnh quýnh mớp mỡ. Cái đó méo mỏ. Trời, chín chín cá cả nhà.
rồi đem xuống nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Wow, vui. Thì bữa nay có cha gà ăn chung cho vui nha cả nhà. Hổng gà cũng vắng mặt cha, hổng gà mấy ngày. Rồi cũng lâu chứ đâu mấy ngày. Lâu á. Bộ rồi đó. Thì bữa nay làm lẩu mắm nha cha. Mình cái lẩu này mình ăn lạ lắm. Mình trước khi mình ăn mình lẩu cá hú. Ăn hồi thành thú. Ăn gì vậy ngon vậy? Thời này hú hú hồi thành thú luôn. Thành dưỡng tinh tinh luôn. Đây, có con nhút bỏ con nhút luôn. Ừ, rau không cũng giữ rồi đó. Thì vừa thôi. Nhút. Con nhút vừa thôi chứ để nhục quá mới ăn rồi. Con nhút mắt ốc cục trời. Mấy rau này nhanh nè. Nhân, tại vì sao tháng ngày xịt thuốc nhiều hơi mát thôi chứ mát mát chứ không lại vàng mà con ơi vàng lắm đâu nhà nước đang bình ổn mà. Bình ổn biết nào mới mốt sau này cứ dạy chết luôn á dám ăn vàng không tôi nhúc con mưa mắt chứ không mua ăn được rồi ăn nè vô luôn vô đây vô luôn nha cả nhà quất một cái à cả nhà nha dùng con cao nhúc tước coi nghe mùi cả nhà nha, cái mùi thơm thơm mà nghe không? Thì bây giờ là giật cá, lấy gà cá đi hồi nó gà. Trời ơi, cái bụng mẹ hú rồi, ăn hú không? Đồ đây một miếng nè, quá tào quá đó. Cục mỡ nữa kìa, cái nồi này quá. Ôi, trời. Sao nó lật? Ôi, cá này sức kìa. Dạ. Ôi. Cái bụng đây. Đại ca chưa đây nữa đại ca. Đây, trời ơi đuôi này của ai đây thôi, chết rồi từ từ thôi thôi quá còn cá đây nè hồi nó gã hết ngon đợi thôi không cái bụng. Quá trời cá. Để lên mặt đi. Rồi để lên mặt đi. Quá. Cho hú nha cha. Chú luôn. Rồi vô. Vô. Rồi chút xíu rồi gấp tiếp. Đó, qua đã rồi. Gấp miếng cá hú rồi. Dạ. Ăn miếng cá hú rồi. Rồi cả nhà dùng miếng cá hú rồi. Rồi đã. Vô chứng rồi. Chút chứng rồi. Có cái này mới ngon ăn cá nè ăn cá không giúp kho cá nè nhà miếng cà nha kho mắm mà kho cá này là ý luôn á bà cháy luôn á cá hú còn cá theo luôn nữa kìa giờ cả nhà cà để rút mà ăn được mời cả nhà nha ăn này phải hỏi mới được hỏi được rồi miếng thịt kìa. Mời cả nhà miếng thịt nha. Cái này làm cũng vừa ấy nha. Nên khỏi cần chấm. Mắm luôn. Quá thật. Mời cả nhà miếng thịt nha. Này là thịt cong luôn chứ là không có da mỡ nha mọi người. Quá. Quá. Gầu. Khói nghi ngút luôn. Cái hơi khói. Chia. Ăn lẩu mà. Quá hả? Gà mới đang găm găm đó. Không nhiều nhưng mà ít không. Còn miếng bún. Rồi, gấp rồi. Được rồi, lỡ đủ rồi. Rồi thôi trời ơi. Đủ một được rồi. Canh xoay quá ta. Này nó béo cực kỳ luôn tại vì có mỡ cá nó ra nữa à. Con cá hai cục mỡ cái thối thần à. Cá hú mà đây. Cá ăn hú luôn của cái này mới tới nè mời cả nhà nha béo cho mà thấy quá gì quá ăn mới đó sao đêm nay lên 5-6 kg luôn tại ăn cục mỡ đó. Đã vậy trời. Yên không biết ăn này cả nhà. À, biết ăn à. Em hơi bị khoái bụng cá luôn cả nhà. Nên cái tướng em cũng không có được nhỏ cho lắm á.
Mời cả nhà miếng bún nha. Vô vô. Gặp cá đâu vô con nhóc chứ hả? Cá này cá hú nghe trưởng. Ừ. Ăn mà đi dọc đường bị chó cắn là tu luôn á. Mời cả nhà nha. Cái này ăn mới mới tê nè. Quốc đại nhóc chứ hả? Có 4 người à. Nói chung là ăn khuya này là mẹ không có gớ. Mẹ sợ tăng cân lắm. Cá này sao mà ăn nó béo thiệt à. Ừ. Béo ngậy luôn á. Béo à. Mở quá trời luôn à. Cả nhà nha. Ừ. Quá trời béo. Ừ. Mấy anh em cũng có một chuẩn bị có một chuyến đi dài nữa cả nhà, xa lắm luôn. Mà cả nhà đi đâu nè? Từ từ biết. Bí mật. Bật mí là hết bí mật. Vô. Tấn công nào? Em bụng cá nè. Tao muốn chờ bụng cá. Rồi con cảm ơn nha. Quất luôn đi. Quất con cá này. À, vô nha cả nhà. Cháu quá trộn. Nãy giờ chắc hèm lắm á. Trông hèm lắm. Mỡ béo. Bữa nay ăn tới lẩu mắm luôn mà. Thường ngày ăn mắm kho. Rồi bún mắm. Bữa nay tới ăn lẩu mắm. Béo. Dạ cảm nhận nãy giờ ở ngoài sao? Cái nước miếng. Giống miếng hả? Cầm lòng sao hèn gì nãy giờ thấy ướt nhẹp chưa? Thôi đó gọi thường ngày để nguyên một thao luôn. Nay không để thao. Cả nhà miếng cá nha. Tao ngoài đá cá đi vòng vòng qua đá cá. Giống hệt mấy gì tao quản đốc vậy. Đi vòng 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 coi đốc pháo. Mời mọi người nghe. Con chó nó. Tụi bạn lại đây sao? Gần quá không? Tới nào ăn nào. Ơi. Quá về. Cá béo quá. Cá béo. Béo thiệt. Cắn cái bụng nó mới tới nữa. Thôi để cái bụng cho nó tan từ từ cho nó béo đi. Cái cắn vô hồi mất hàm răng thiệt luôn á. Cái bụng nó cắn hết mất cầm răng liệt á. Anh làm sao mà mơ nhau quá, nó có công chuyện làm á. Ừ. Hiểu lắm ạ. Còn cái nú không không? Cái này là ăn kiểu đó là sao ăn? Đi đó. Mà cả nhà bông súng nha. Vậy là bông súng bông súng dũng. Bông súng không biết chủng nào nữa. Hồi xưa thì có loại cái dũng kia nữa nha. Dũng kia. Dũng kia mà. Hồi đó có loại dũng kia á cha. Ta chuyên gia cái đó là nó bao tốt luôn. Cá tra, cá trê đủ dữ. Ừ. Ồ, cộng nào cũng lấy chắc nửa ngón giò cái có. Tục lắm. Ngọc á. Cái ta bứng lên xong cái vũ nhúng nhúng rồi gửa rửa rồi. Cái nào ở trong cộng con mua con nhúc. Ủa lộn. Bông súng á. Anh em mình đang ăn. Cái này là không có đâu, giờ không còn đâu. Mở vậy á. Đâu còn lắm. Chưa lắm. Ừ. Anh cái là em biết anh đi tặng trở về. Ông cũng cắn luôn. Cấp đó không kiểu. Cắm cá lại vô nhóc không chứ à? Cá mình kia nó nhóc chứ. Mà mọi người miếng thịt heo nè. Đấy đâu. Dám ăn độc loại luôn. Chơi được. Đây là cá nhóc mà mở nè. Tới luôn á. Bữa nay tới. Đúng rồi. Mà cả nhà ra. Còn chèo đi là còn duy nhất con cá hú à. Nên mua luôn. Hên là đi trễ. Chứ đi sớm chút là không còn con nào. Để đủ. Tùy mày. Đó. Cao. Bữa nay không? Đại ca lớn chảo à. Quậy với lông quậy luôn cả nhà. Nha. Đổ bà này. Mời cả nhà nha. Quậy ốc cục quá. Ăn không? Đường cho mày ăn phần nè. Đó. Mẹ mày chưa có phần nữa đó cho biết. Bây giờ hai mẹ con quậy ốc phục u. Trong nhà giờ cái cộng dây điện nào nấy là bấy dấu cặn hết trơn luôn cả nhà. Quậy chung. Ừ. Hồi nhỏ thì con mẹ. Bây giờ tới con. Người ta kia nói gì? Chó mẹ sinh chó con. Đúng không? Đúng rồi buộc. Di chuyện. Người ta nói có hổ phụ sinh hổ tử. Còn này có chó mẹ sinh chó con chứ sao? Đúng rồi. Bố nó chưa biết là ai nữa. Nào, tiếng con chó khác nào thấy giống giống á mình bứt lông á mình thử ADN thấy không? Cái, con nào mình biết rồi giờ không đã kêu nó nó không lo cho con nó đập chết phải chu cấp tháng đâu có 5-6 triệu vậy ừ.
Thịnh đúng không? Cho ăn bầu ngư dây cá hay gì á. Không biết con người mình có được ăn vậy không nữa mà tới con chó. Mày cả nhà nha. Con chó này ăn cũng khá mà. Dạ. Chó này ăn cũng khá, từ đó giờ ăn cũng khá. Không thề. Nồi lẩu ăn, trả một hộ hộp luôn cả nhà. Kêu bà kêu bữa con chó đó bữa nào ăn cắp con chó đó, nó ăn cắp không được. Ăn cắp con chó đó là hốt hốt trương à, chứ nó dở rồi. Chó còn ra. Ăn cắp là hốt trương á, chứ không có dễ kiếm được nó đâu à. Cái thằng chủ tới là có rồi. Cho ăn cắp, chó ăn cắp. Mà cái mẹ lạ lắm nha. Từ nhỏ cho tới lớn luôn. Đâu hình như là gần đẻ con chó này luôn á. Mà không biết sủa luôn á. Em nói nhiều khi nó giống á cả nhà. Nó không biết sủa luôn á, giống hệt là người nào lại người nó cũng lại nó quẩy đuôi nó mừng hết trơn. Bất cứ ai luôn nha, người lạ cũng vậy nữa. Chó kêu bằng chó khôn một cái luôn. Rồi người hồi đó người ta còn làm ở dưới đây nè. Ở dưới bờ kè á. Mấy xà lan người ta đậu xuống đi xuống dưới như đi chơi dạo dưới. Đi theo ta chơi luôn. Đi theo. Ta bắt được không nha. Ta bắt nó cầm ta thả nó bờ. Rồi bắt nó thả nó bờ lại. Mà cây thú của nó không chết. Chứ gặp mấy người ta ăn rồi xong. Đúng rồi. Chắc mấy người đó không nó không phải nó tu nhưng mà nó sợ ăn con chó này nó chết. Không có hiền nữa lắm luôn chó mẹ ăn chết. Còn nó con mẹ chó mẹ hiền sao chó con giữ đi che gấp mấy lần vậy quậy một cái luôn bù quá sức lại vô đi mày hết bự nhìn mặt mẹ nó hiền bao nhiêu đứa con quậy bấy nhiêu. Bởi vậy mẹ tọc lóc mẹ tọc đầu để con gây gốc. Mẹ chọc đầu để con gây gốc rồi. Bây giờ là cũng kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Đêm nay nói chung là cũng một đêm hội tụ sum họp quay lại cái nơi mà chung nhau cắt đúng. Chưa mà. Lâu lắm. Mới cắt đúng. Mới cắt đúng mà. Cắt đúng chưa sao? Chưa tới khúc kia. Thì nói chung là nồi lẩu mắm mà nãy giờ nấu nó hơi sắc xuống rồi. Nó thành mắm kho luôn rồi cả nhà. Nhưng mà cũng ngon lắm nha. Bây giờ chúc cho cả nhà có một ngày mới thật là hạnh phúc nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Nhớ like cho ba cha con có bạn trưởng nè. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới thật là hạnh phúc nha. Bye bye.